Hello mọi người, hiện tại bây giờ là trời khá là tối rồi. Hiện tại bây giờ là đã là 9 giờ 45 phút rồi mọi người ơi. Thì mọi người biết hôm nay mình chạy được bao nhiêu cố xe chưa? Hôm nay thì mình chạy được cũng khá là nhiều luôn rồi đó mọi người ơi. Đây cho mọi người xem. Mình chạy được 912.000 và 659 ngọc. thì 659 ngọc này là tương đương là 180.000. Thì mình trừ hết tất cả các chi phí ngày hôm nay mình kiếm được cũng rất là nhiều nha. Trời ơi, ta nói là cực kỳ gọi là nhiều luôn. Hôm nay là mình kiếm là trừ hết tất cả các khoản chi tiêu, ăn sáng, ăn uống, cà phê, rồi nói chung là xăng, hao mòn xe này kia luôn á, là mình đút túi được gần 1 triệu nha mọi người. Nói sơ sơ nhẹ vậy thôi. Hiện tại bây giờ mọi người biết không, mình chạy gần hôm nay là mình đã chạy được 39 chuyến xe. Wow, quá là nhiều luôn đúng không? 39 chiếc xe thì các bạn biết rồi, chạy rất là kinh khủng luôn á. Hiện tại là mình điều hướng á, từ ở phía ngoài quận Nhất Nguyễn Huệ là mình về tới tận cuối đường ở phường phường 7 quận 8 là mình được 50.000. Trời ơi, mừng giới sợ luôn các bạn. Trời ơi, mình cứ tưởng là mình đi xe không về, ai về đâu là ôi trời ơi, có một cuốn xe khá là ngon lành luôn. Ok, khá là mệt mỏi mọi người. 6 giờ rưỡi cho tới hiện tại bây giờ là cho mình là 12 7 13 14 15 tiếng tất cả mà kiếm được 1 triệu. Rồi đó là cái công sức của tôi phải bỏ ra đó mọi người. Phải sáng là trời nắng lắm luôn à, nắng ơi là nắng luôn. Rồi chiều gặp mưa các bạn. Rồi chịu thôi chứ biết sao giờ, cuộc sống mà mọi người. Nên mình phải cố gắng thôi chứ mình không thể nào mà mình dựa dẫm vào ai cả được cả. Cố gắng hết sức. Giờ mình đang đi từ từ về, vừa đi vừa nói chuyện với mọi người. Nói chung á, là khi mà mình đăng ký mình chạy Grab thì mình đã suy nghĩ tới cái việc đó là mình sẽ phải ở ngoài đường rồi, nên bây giờ thì mình cứ làm hết trách nhiệm của mình thì mình đi về thôi. Nói chung á, là mình thích thì chạy, không thích thì thôi. Như đối với mình hay không, mình sẽ phải có một cái thời gian cố định mình chạy và một thời gian mình nghỉ ngơi đó, không phải thích là chạy, không thích thôi. Có nhiều bạn nói chạy thích rảnh lúc nào ra, rảnh rảnh lúc nào ra chạy gì đó. Trời ơi, chạy vậy đâu có hiệu quả đâu mọi người. Chạy vậy kiếm thêm vài 30 đồng thì được ok, chứ mà hiện tại bây giờ mà chạy kiểu đó là Grab nó đâu có phát cuốc cho mình đâu mà chạy. Ngày mai mình cũng chắc ngày mai mình ra chế một chút xíu, mai 7 giờ sáng mình mới ra. Hôm nay thì mình ra khá là sớm rồi, ngày mai bù lại mình ngủ một chút xíu. Sáng nay mình phải dậy lúc 5 giờ 45 lận. Ngày nào mình cũng phải dậy sớm để chuẩn bị này mọi thứ để bắt đầu cái công việc. Thật ra thì các bạn biết rồi, chạy Grab nó không có sung sướng như mọi người nghĩ đâu. Nếu mà mọi người trừ hết tất cả các chi phí, như là ví dụ như mọi người chạy được 500 đi trong app thu nhập rồng thì Grab nó trừ hết rồi đó. Thì các bạn phải trừ ra 500, trừ ra 100.000 tiền xăng, mình trừ cho nó kiểu như là nhiều một chút xíu nha, là còn 400. Ăn uống ngày nguyên cả ngày không lẽ không hết 100, còn 300. Tiền hao mòn xe, hao mòn xăng, hao mòn xe nè, cho vài chục, cho một ngày trung bình mấy ngày mười mấy 20.000 đi. Rồi tiền nhớt nè, tiền lắp nè, mình đi Tiga là hay nhất, số và hay nhất máy. Đó, kệ như đó thôi, mọi người thấy đáng sợ đúng không? Thật ra mà khi mà mình chạy Grab là mình đã suy nghĩ cho kỹ rồi mọi người. Hồi xưa mình đi làm cái công việc khác, mình chạy Grab từ năm 2018 cho tới bây giờ là 2023, thì tương đương là trong vòng thời gian đó là mình chạy cũng được gần 5 năm trời. Thì 5 năm biết bao nhiêu cái thời gian, bao nhiêu cái gọi là thời gian. Thì các bạn biết không, tháng trước mình chạy gần 800 chuyến, tháng này thì mình mới chạy gần chuẩn bị bắt đầu, tháng này mình phải đạt kỷ lục gọi là 900 chuyến xe.
trong vòng một tháng mình sẽ tăng thêm 100 cuốc. Thì ngày hôm qua tới ngày, nói chung là 3 ngày rồi, ngày 1, ngày 2, ngày 3. Thì hiện tại bây giờ là mình đã chạy gần 70 chuyến, hôm nay là chạy 39 đi. Mấy bữa trước là chạy là mình đã chạy cũng gần được 8-70 chuyến rồi, là nhiều lắm luôn đó mọi người. Hiện tại bây giờ là mình cảm thấy là người mình rất là mệt mỏi luôn. Nhưng mà được cái hôm nay là gặp toàn là những người gọi là rất là tốt bụng. Toàn là đường tiền tiếp cao không luôn á mọi người. Tiếp hơi bị cao luôn á, hơi bị nhiều. Nói chung có một ngày á, may mắn lắm. Tại vì cái cuốc đầu tiên á, được bo là cả ngày á, là mình sẽ được tiền tiếp khá là nhiều và khá là tốt với mình luôn. Cái chuyến xe đầu tiên nó quyết định nhiều lắm mọi người. Ví dụ như mọi người hủy cuốc đi, khách mà hủy cuốc rất thì lệ, coi như là ngày hôm đó các bạn chạy xe cực kỳ gọi là bất ổn. Với cái tỷ lệ mà các bạn bị hụt quá là cũng không có chạy ngon lành gì đâu. Rồi bây giờ mình trở về đây mọi người. Cảm ơn mọi người nãy giờ đã xem cái cuộc hành trình của mình. Bye bye. Là dừng rồi. Đây đúng không? Để mình chạy qua luôn. Cảm ơn. Hình như là 65.000. Rồi phải hỏi luôn hả? Cảm ơn nha. Dạ. Chiếc xe này 65.000 mà bà đưa mình 100.000, bo mình 35.000. Trời ơi, cảm ơn bạn rất nhiều luôn á. Giờ mình sẽ chờ ráp bắt cuốc, sau đó mình đi tiếp đây. Cảm ơn bạn rất nhiều luôn á. 165.000 đưa cho mình 100. Trời ơi, dạo này tôi gặp người tốt nhiều quá mọi người ơi. Vừa gặp người tốt mà vừa còn dễ thương nữa, đáng yêu nữa. Trời ơi, thiệt cái tình luôn á chứ. Thiệt là sướng quá đi. Mình sẽ tắt ca hôm nay và mình sẽ chờ đá bánh cuốc tiếp. Chị đợi em tí nha. Đứng ở đây. Mưa chưa ai mặc luôn á. Em chỉ dành cho người à, không, cái này là gọi là người cuối cùng của em về luôn á. Dạ. Nãy giờ em giấu áo mưa đó, em đâu đưa ai đâu. Hả? À, tại em có 2-3 cái áo mưa mà cho khách mặc hết rồi. Không, ý là mặc xong á là em để vô lại chứ không cho khách mặc nữa. Đúng rồi. Cái bịch có cần để trên không? Dạ. Dạ được. Chị ngồi lên ống mương nha. Mưa cực lắm. Ngồi lên là không bị ướt á. Đây cầm bịch cho. Giờ rồi lên đi. Chính cuối đúng không? Cảm ơn. Hello mọi người, hiện tại bây giờ là mình đã hoàn thành hình như là 13 cuốc xe rồi. Hiện tại là thu nhập mình là 322.000 rồi nha mọi người ơi. Cố gắng thêm nhiều cuốc xe nữa là mình sẽ có khá là nhiều tiền luôn. Bây giờ mình sẽ chờ ra bắt cuốc nha. Ok, yeah. Tay mình nó dính xe nè. Số 9. 1, 2, 3. Ok. Hết tập 1. Anh chị. Ok. Cảm ơn sir. Yeah. Trời ơi, 6 múi các bạn ơi. Nhìn ảnh body chuẩn, chuẩn men luôn á. Trời ơi, nhìn mấy chị gái Việt là nhìn là khoái liền luôn á.
mới giao đơn hàng này xong, đơn hàng này ứng có 1 triệu thôi, nhưng mà ứng mình có hậu ngoài là mình ứng 2.6 triệu, trả tiền gấp đôi. Ok, trả tiền gấp đôi thì mình chơi thôi chứ mình đâu có ngại đâu các bạn. Với lại một cái phần đó là một địa chỉ nó rõ ràng thì ok là mình dứt liền. Và đơn hàng này mình được bo và mình chạy luôn là được gần 140.000, quá đá luôn. Về thôi, cảm ơn nha. Xong trà sữa này, hiện tại mình đã được 25 đơn rồi. Thu nhập của mình hiện tại bây giờ là 498.000. Giờ mình sẽ chờ ráp phải cứu tiếp thôi mọi người ơi. Quay lại có đường ra không ta? Là ra đường lớn đúng không? Cảm ơn nha. Euro này thấy không? Euro này thấy không? Cái nào cũng phải có đó. Nhưng mà như này anh đi quay nhảy là được cả càng ngày luôn. Lái xe quẹo hoa quay cả ngày luôn á. Mấy con tên vào nhà quẹo xe vô bãi gửi xe. Đúng rồi. Mấy đáp lưu ý nè. Bye bye nha. Có bỏ vào nhà số lấy tiền xong. Quẹo xe chạy đâu rồi? Ok các bạn, hiện tại mình chờ mới chờ một bạn sinh viên xong nè. Cú xe này thì bạn bo cho mình được 37 ngày là bạn đưa chuyển phạt cho mình 50 và bo mình 13.000. Cảm ơn rất nhiều luôn á. Hiện tại là mình đang ở sân bay. Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn vì cái sự nhiệt tình của bạn đó, và bạn ấy cũng follow kênh của mình luôn rồi đó. Cái video này mình sẽ up lên. Hy vọng là bạn đó xem được thì bạn đó cũng vô hạ tim. Bắn tim ùm. Bạn nói là chuyến xe cuối cùng luôn nha mọi người. Hiện tại bây giờ là mình đã được mốc 2 rồi. Một cuộc hành trình chạy từ sáng sớm tới bây giờ là cũng khá là tốn nhiều thời gian đối của mình luôn á. Sáng giờ cũng chạy rất là nhiều đơn nha mọi người, cũng không có ít đơn nào. Giờ mình sẽ chờ cuốc đi về lại trung tâm đây. Tắp vô đây mình đứng một chút xíu, sau đó mình đi tiếp. Dạ. Còn thời gian mấy gì không ạ? Có đem chạy luôn, dạ. Cứ chạy qua đây đi, chạy được. Chắc có mấy chậu quả. Số mấy à? Số mấy Lê Quốc Phong? 56. Cách tình yêu ơi, còn ai dán cái gì không ạ? Đúng không? Ủa sao 28? Đúng là 28 hả? Chị cái máy phương máy. 28 hả? 38 đi. Dạ được, cũng được. Sao không được? 20. Cảm ơn nha. Được không được? Có ai dán mấy gì không ạ?
Cái tình yêu ơi. Hello. Nhớ follow cho em nha. Kênh gì anh? Xe 4.0. Nhớ nha. Dạ. Có gì đâu ạ. Rồi mình đi xong mà ướt mấy cái ly này nó tan đá luôn rồi. Rồi dạ. Sao nó đỏ? Nó tan đá. À, nhà em hả? Trời ơi nhà em mà hiếu gì đá không? Cái gì cũng có. Rồi giờ này là em mà về là mẹ em chăm em kia lắm luôn. Kiểu chăm lắm. Về là lấy đồ, lấy nói chung là về nhà là được giống như là con cưng vậy đó. Rồi. Em không về sớm mà mẹ em đâu có ngủ đâu. Đợi. Ở với ba với mẹ. Trong em cũng có nhà riêng mà. Đúng rồi, em gốc đây. Chắc cũng gọi là quê Sài Gòn á. Không có quê đâu hết mà chỉ có ở đây thôi. À, hôm qua em gặp người dạ. Chạy coi, à cái hẹp đó. Rồi biết em người Sài Gòn mà nói câu là ủa, người Sài Gòn mà chạy gì ghê vậy? Chạy quá trời vậy. Trời trời, không biết sao. Đi làm chứ đi đâu. Bên trời. Bên nào ạ? Cảm ơn. Hôm nay giống như là được đi vòng quanh thế giới. Em thấy mấy cái ly này không bất ổn quá. Cái ly của em có bao nhiêu vậy? Hình như nó đề riêng rồi đúng không? Em không biết. Dạ. Nè nó có bọ nè. Nó chết lên chết xuống rồi đó. Nó tan đá luôn. Giờ mình đi về. Hết chạy nổi rồi. Dạ. Vòng vòng mình quần ganh thế giới. Đi 50 cũng được, ba đưa em 40 cũng được. Điên. Hả? Điên. Chị tự nhiên mua ly chè cho em kìa. Dạ. Dạ. Nãy vừa 60.
Chục chục. Giờ đưa 5.000 cho mày. Có nè, chị lấy 5.000 thì. À trời ơi. Có lẻ luôn. À giờ rồi em cảm ơn. Dạ, chị đưa em đúng không? Đúng rồi. À cảm ơn ạ. Vậy ok chưa? Đấy, bình thường mà em chị gì đam mê mà. Ok. Cảm ơn ạ. À dạ. Trời về ăn ngon luôn á. Mình được một ly chè nè mọi người. Giờ là mình chạy về đi về quận 8 rồi. À, không biết bây giờ là... À, bây giờ mới 9 rưỡi à. Từ đây mà tôi đi về nhà là nhanh lắm luôn á. Ok các bạn, thì đây là cuộc hành trình mình đi gọi là khắp hết Sài Gòn luôn á. Giờ là phải đi về thôi. Khá mệt mỏi rồi. Dù sao thì cũng cảm ơn chị rất nhiều vì một cái ly chè của chị làm cho em ấm lòng ghê luôn á chứ. Thôi giờ mình đi về thôi, let's go. Đi đường nào về, đi đường nào về thì không biết luôn, không biết luôn. Ê, dạ, hay dạ, hay dạ. Thì mọi người biết không, thì cuốc xe này thì mình chở chị từ Vinh Cơm, đi Vinh Cơm là sau đó về Bán Hai nè. Rồi từ Bán Hai, rồi sau đó thì mình đi đi từ bán hai đúng không, mình đi về tới từ bán hai bắt đầu mình đi mua chè, mua này mua kia cho chị, mua đồ ăn. Trời ơi, ta nói à, chị nói chuyện tốt bụng lắm luôn á. Chứ sao thì mình cũng cảm ơn chị vì cái chuyến xe này gọi là chuyến xe cuối cùng rồi, hiện tại bây giờ hết điều hướng rồi mọi người, nên mình phải về thôi. Về thôi mọi người ơi, ngày mai mình chạy tiếp nha. Hôm nay là một ngày khá là mệt mỏi. Tại giờ mình bật Grab thì chắc chắn là có cuốn rồi, nhưng mà còn điều hướng là ngon rồi. Giờ còn có điều hướng ở đâu? Đó điều hướng rồi. Thôi về luôn. Mai chạy tiếp. Cảm ơn mọi người đã giờ đã xem cuộc hành trình của mình. Và hẹn mọi người ở các video sau. Bye bye. Good night.